Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung các phóng sự sẽ phát sóng trong chương trình truyền hình từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2016. Xác định doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những năm qua, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh cùng các cơ quan ban ngành của tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phóng sự tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 1 tháng 11 năm 2016. Chương trình hỗ trợ phân bón theo hình thức trả chậm của hội nông dân tỉnh trong thời gian qua đã giúp cho nhiều hộ nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, tránh được tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phóng sự hiệu quả từ chương trình phân bón trả chậm cho nông dân phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 2 tháng 11 năm 2016. Nghị quyết 01 của tỉnh ủy nhằm tạo bước đột phá đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tập trung kêu gọi các dự án, nhà đầu tư cùng nguồn ngân sách tỉnh triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, lập quy hoạch chi tiết từng khu du lịch. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phóng sự kết quả thực hiện nghị quyết 01 của tỉnh ủy phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 3 tháng 11 năm 2016. Mời quý vị và các bạn đón xem.